pháp thực hành, thiết thực, cụ thể, châm biếm, hài hước, phương pháp tập gym đúng chuẩn. Tứ trụ Sài Gòn, gym triệu đô, đẳng cấp 5 sao, gym Chúa Duy Nguyễn, THOL. Má ơi, phòng gym đâu VIP dữ ta? Hình như tao nghe nói là của THOL Gym Center của Duy Nguyễn lắm em. Thằng này nó nổ lắm, nghe nó nổ ghê lắm. Ở đâu địa chỉ 535 Lê Văn Khương á. Trời đất ơi má ơi, phòng gym một sàn nó thôi bằng mẹ phòng của người ta luôn. Wow, cà phê mạnh dữ. Máy kìa, tao nhìn tao sốt rồi đó. Má phòng gym gì đâu mà máy kinh khủng. Mà lối đi à, trời ơi thẳng tắp. Thằng cái này á má, con gái á mà nó chơi cái bài này nè mấy em. Cậu đi từ đây tới cuối để bảo đảm về mông to luôn khỏi tập. Chơi bài này nè, cầm hai cục tạ một lần để tay nè, đó đi. Đi cho anh đi mấy em. Bảo đảm đi từ đó quay đây khỏi tập. Diện tích một sàn là 300m² nha. Tính từ cái mí này, tính từ cái mí này, đẩy đằng kia 300m. 4 sàn nhân đi, 4 sàn 1.200. Ok chưa? 4 sàn 1.200 thôi. Khu toilet là bỏ không tính. Toilet là cái như siêu VIP luôn, bỏ không tính. Bởi vì mới nói là nhiều khi á, một sàn tập á, hơn cái phòng ta luôn. Khỏi cần phòng. Mà chỗ này đàn ông tập nhiều á, tại vì mấy cái máy này máy nặng. Máy này máy nặng nó dành cho đàn ông nhiều. Còn đây là cái máy gì vậy ta? Được, máy này bên TH là mình ta không có đâu nha. Không có đâu mấy ba. Bên đây nó có nhiều cái hệ máy, bên kia không có lắm. Bây giờ nó mới VIP á mà. Cái máy này là cái máy dùng để gò chuột. Trong tập gym á, cái cảm giác gò chuột là cảm giác rất là đã mấy em. Thí dụ như cái máy bình thường tao không có máy á, tao phải bắt cái chân lên đây nè, tao gò vậy nè. Gò bằng dumbbell. Đó. Còn giờ tao gò bằng máy. Duy là cá nhân Duy rất thích máy gò này. Ở bên Bình Tân nó có cái máy Slash Drive cơ chế giống vậy. Đó, còn máy này là máy Liberate. Nha. Liberate thì nó cũng cái cách tập thì nó chán kia thôi. Nhưng mà xét về độ đầu tư thì nó rẻ hơn. Thí dụ như phòng gym bạn bèo bèo bạn mua cái này chứ rẻ hơn. Nó rẻ không nghĩa là nó cùi, nó rẻ. Tại vì cái máy này nó dùng sắt rồi nọ kia, nó phức tạp như máy kia, nó thiết kế không phức tạp cầu kỳ như máy kia. Thì nó rẻ thôi, nhưng mà cái máy này tập bao nặng. Đúng không? Thí dụ như con chuột bên kia là chỉ cho full cây á, bà hổng mới làm cái clip nào đó. Nhớ không? Cái clip mà thách đấu mấy anh chủ tre gì đó mà chơi full cây như Duy Nguyễn gì đó. Nó bay nó cạp kinh lắm mày ơi. Khi mà bạn chơi full cây rồi đó, mà các bạn còn sức á, thì bạn qua mà chơi máy này. Còn bên quận 12 nó có cả hai máy luôn. Ủa tao làm chưa ta? À hình như chưa mày ơi. Hình như đó là chuột sau, cái này chuột trước nha. Bà mẹ nó, cái thằng lắp máy gì mà nó để được. Lâm lùng lắp bị lỗi rồi. Tập cà sực. Hên lắm em. Bữa nay anh làm video này anh mới phát hiện ra thằng này nó lắp máy cù bắp nè. Đó. Bị cài trúng gì mày? À cái tạ trúng hả? Ờ vậy tao lỗi tao. Xin lỗi mày nha. Nó cửa lộn thằng. Tại vì anh Duy Nguyễn á, tập thường nó phi thường á. Bình thường tao chơi tạ 5kg, tao chơi cục 20, hàng chia nó vô nó cấn đúng không? Không sao, cách hát. Tạ hơi chuyện nhỏ, không có mày, tao gym chúa mà. Bây giờ muốn hát cái này đúng không? Nhét 5kg vô hết kẹt. Nè. Xin lỗi mày nha. Nhà bị chửi nè. Vẫn vô. Kịch đó. Lên 25. Nhầm nhau hay gì? Lại. Làm tao tưởng nó gắp máy bị lỗi. Mà tao nhớ mấy thằng BT tập này rồi, nếu mà lỗi nó cũng la gùm rồi. Hi. Nó lên đây nó bị cả nè. Lên đây lên cao nó bị cả vô tạ. Ha hiểu rồi. Đừng lên cao quá. Lên cao quá là màu thôi chứ má tập gì xé mẹ con chuột. Lên cao bị dướng rồi nè. Vậy muốn nhỏ kiếm một tạ nhỏ nữa. Kiếm một tạ nhỏ nữa thì nó không bị cả, nhưng mà lên cao vậy thì không cần thiết, tùy các bạn thôi. Bây giờ mình kiếm một tạ 2.5 mình chơi mình chốt vô. Đó. Mình kiếm một tạ 2.5kg mình chốt vô thì nó lên cao được xíu nữa.
nói thật về thời xưa các bạn, cái bài trên kia nó khó tập, nhưng mà cái độ giả mang nó khác. Cái này cái độ giả mang của thằng trên kia là tức thời, tức là bằng thằng nãy đi tập á 70 kg á, thằng đó bằng giả mang khi bằng buông cái tạ ra bằng cảm giác giả mang, nhưng mà cái này nó giả mang âm ỉ 24 tiếng, đúng không? Đằng sau sau khi bạn tập bài này nó giả mang hơn cái bài trên kia nữa. Còn cái tay của bạn hả, bạn thả ra nè 24 tiếng các bạn. Nên nói về sát thủ tay trước á, phải là cái bài này, không có bài nào kia. Cái bài dumbbell trên là chỉ bài là cái trải nghiệm sự mạnh mẽ thôi, trải nghiệm cái sự mạnh mẽ của độ freeway lúc mà ta chinh phục đứng thẳng ngẩng cao đầu. Nè. Còn cái này nó gắt lắm, nó giả mang lắm. Nhưng một cái điều đặc biệt á, đây là cái cơ chế, là cơ chế only one. Cái cơ chế này á, bằng tập một tay nó không bằng. Tiện đây là cái này là Duy Nguyễn chia sẻ cái kinh nghiệm chuyên sâu á, tức là tập như này, cái độ giả mang không bằng cái này đâu. Đó, độ giả mang không bằng cái này. Nên nói về cái cơ chế tập tay trước mà giả mang nhất phải là cái dòng máy hệ này. Stretch Drive cũng được, Lý Vô Địch cũng được. Nên trong những bài tập tay trước, mỗi bài nó có cái ưu nhược điểm, thì mình quan trọng là mình tập phải biết kết hợp. Tập phải biết kết hợp. Mình kết hợp cái bài, ví dụ như bài trên nó chưa đủ, bài trên nó tạo cho mình sự bùng nổ, sự kháng lực, sự chịu đựng. Đó, thì mình qua mình bôi thêm bài này nữa là xong. Ô đẹp đẹp. Cuối giờ chơi tạ hình búa cái nữa, trải nghiệm cái nữa, ok đẹp nha. Trong một ngày á thì Duy không thể nào chỉ bằng hết được, phải chỉ từ từ. Nên trong từng video của Duy, cái khối lượng kiến thức rất là nhiều nha các bạn, khối lượng kiến thức rất là nhiều, mà bảo đảm bạn không có đi đâu tìm có hết, không bt nào chỉ hết á, xiền luôn á. Nó dùng nó kiếm cơm chứ nó chỉ bạn làm gì, đúng không? Nó hết rồi nè, không nó kéo tới đây đâu kẹt đâu, tại vì tạ nó nhỏ nó không bị vướng. Nhưng mà kéo lên tới đây nè, cái điểm này á, khi mà các bạn kéo được tới đây, tức là tạ chưa quá nặng đó, thì bạn dùng cái này để bạn trải nghiệm. Nhưng mà thật sự bạn kéo tới đây cơ nó mất kích thích rồi nè, nó mất một phần rồi nha. Nên tạ nhẹ thì tôi mào, tôi lấy cái răng. Còn khi tạ nặng á là kéo tới đây thôi nè. Quan trọng là cái tay gần thẳng á nè, cái điểm này lên nó mới khó nè. Nhức lắm á, nhưng mà không sao, lên tạ được, đi trâu lắm. Sáng giờ chưa ăn cơm nha, nhìn đói, có lim body thôi, có sao nói vậy người ơi. Tầng này tầng thứ 3 nha các bạn, mình tập từ tầng thứ 3, tầng thứ 3 của tay háo lòi Gangster quận 12. Thấy nhìn trang trí đẳng cấp không? Sang trọng không? Còn mấy trăm triệu quảng cáo nó chưa lên nữa. Oh my god. Chừng tầng, hai tầng nữa, mấy trăm triệu quảng cáo nó lên xong là cái như nhìn thiệt tình luôn. Đổ cái này biết nhiêu tiền nói nè. Thật sự. Chỉ có thằng nào nó máu ghim nó mới dám chơi thôi. Còn thằng đầu tư mà làm ăn như con người ta, không có nội nó cũng dám chơi nữa. Nó thiệt. Bạn cứ đi hết Việt Nam luôn tìm. Đi hết Việt Nam. Đó, bạn đi tới những phòng gym mà nó quảng cáo 5 sao rồi nó tiền học phí cả tỷ đó, bạn lại gần bằng gõ nội thất nó là gì? Gõ thử đi. Đầu tư một cái hạ tầng nó khác, đúng không? Còn vận hành một cái nó khác. Toàn là đồ, hiểu không? Nhìn lại mình thấy mình cũng trẩu tre thiệt chứ ta. Làm phòng bằng ta làm 10 cái. Đúng là sống trên đời không có ngu rồi, giống cái ngu nào, thằng dạy gái nó cũng ngu, mẹ thằng dạy game ngu hơn, đúng không? Mẹ dạy gái cùng lắm mẹ tốn nhà tốn xe nhỏ thôi, đâu có ghê. Còn dạy game nhanh thốn, còn cái quận 9 đang build nữa má, còn cái quận 7 102 đi Phục Mang á, cấp 2 luôn á. Các bạn nhìn hình nó nhỏ vậy thôi á, ông nó ra ngoài thả. Ê, bữa mùng 3 Tết. Ủa, bữa mùng 3 đi. Qua đó mày quay đi. Ủa, bảo đảm đi vô thả mày lạc. Trời đất ơi, miếng đất trên khu rừng. Miếng đất trên khu rừng á. Trời ơi, trong miếng đất đó có cái sòi 100 năm mấy em. Giờ đang tính là giờ ai xin cho. Cái sòi đó chặt thì cũng ổn á. Mà không chặt không xây được.
má có ai lấy không, có nhà nào chơi biệt thự á mà thiếu cây á, đụng qua bứng mẹ cây đó tao đi, sợ bự lắm. Bởi vậy nhiều khi trên vai mình nhiều trách nhiệm, má không phải lên mạng chinh chiến với mấy thằng trẻ em. Mấy thằng này không nói không được, mấy em không nói nó lờn, nó vậy đó. Thà nó im đi, mẹ nó video nào của mình nó cũng vô nó cạp hết, sống nó dĩ thiệt. Mấy cuộc đời của Duy Nguyễn này quá nhiều áp lực rồi, như ông Phạm Nhật Vượng chưa chắc áp lực bằng Duy. Mẹ ông chỉ tiền, ông chỉ tham vọng của ông thôi, ông có thèm nữa lên mạng coi mấy chỗ tre nó ẵn vô VinFast đâu. Ông ra hai xe ẵn vô đúng rồi, nhất là mấy thằng làm thuê trong Toyota này đó. Ta kệ mẹ người ta mua thì Ford, bốc Ford, méo có mua bốc Ford tùm lum. Vậy bể Ford bể từ hoại nhà mày vẫn bốc đi, đúng không em? Anh không phải ông Binh ông Dượng gì, nhưng mà ông làm đúng sai kệ mẹ, đúng không? Chuyện của chừng nào mình xài xe của ổng đi, mẹ ổng thoải mái. Mấy ông đi xe máy, ổng xe hơi, nào động cơ nhập châu Âu về lắp ráp có một mẹ gì hay đâu. Mà còn cái mày nói câu đó, tao nói nè, giờ mày với mày cũng chẳng qua là sản phẩm đem trong bảo cha mày với mẹ mày thôi, chứ cái gì có gì sáng tạo không hả? Cha mày với mẹ mày sáng tạo cái thế nào ra mày? Bởi sống mẹ trẻ câu mua đời nát, không hiểu sao Việt Nam này nó lóng chủ thiệt chứ ta. Đất nước đang phát triển, mẹ chậu nó như rươi á. Mà khẳng định luôn, anh Duy Nguyễn áp lực hơn tụi nó. Tại vì Duy Nguyễn còn nhìn tới fan của mình, anh Duy Nguyễn còn sống cùng fan, còn tương tác cùng fan. Ông Phạm Nhật Vượng hả, kệ mẹ mày, ẵn kệ mày. Ông má bố mày cứ xây vậy đó, làm gì nhau. Tài sản của bố mày để cho Reuters nó công nhận, Bloomberg nó công nhận, chứ không phải bố mày sống vì mấy anti fan. Ông Phạm Nhật Vượng làm vậy đó mấy em. Bởi vậy mấy thằng nó ngồi nó gà tô qua, nó lấy Phạm Nhật Vượng ra. Duy Nguyễn tuổi gì Phạm Nhật Vượng? Ôi xin lỗi, dòng họ mới chưa tuổi gì tới tao. Tự nhiên nó làm nó thân với ông Vượng lắm á. Nó kêu bác Vượng đó mấy em. Trời đất, cứ thân thiết lắm bác Vượng. Bác Vượng người ta chưa nổ kìa ông. Ông mày có được mày đẳng cấp mày. Mày xin lỗi dùng từ mày. Mày hủy khí của ông bác Vượng. Ông Vượng gì chưa được có nữa. Mà mày nói bác Vượng, bác Vượng cũng chưa nổ như mày. Xin lỗi mẹ nó nổ ông vừa Phạm Nhật Vượng, ông nổ tới tầm mà CEO. Ông nổ tới tầm cấp dưới cộng kìa, chứ mày là cái gì mà ông phải nổ. Mắc cười không em? Mắc cười cười với tập đi nha. Cười lái xe đi ba. Mắc cười hoài. Vô. Ở cái bài này á, không có gì chia sẻ đó, nó vô form hết rồi. Cảm giác là bằng trải nghiệm, ráng cuốn nó lên, thả rần gần thẳng tay, gần thẳng thẳng gãy á, vậy nè, lên kịch, lên kịch, lên kịch, bảo đảm chuột bạn đi massage bóp bao đã luôn. Tại sao thích đi massage? Tại tập nặng nhất cơ đi massage nhấn phê đó mấy em. Bởi vậy tập tạ mà đi massage lời đó, còn mấy thằng kia nữa mà vừa yếu cái này mà vừa yếu kia nữa. Đi massage làm mồi cho đào. Tao nói ra chắc thằng cao thằng phim nó nhọt lắm. Nó bị đặt nó diễn sâu kìa với em. Anh nói nó không tâm trạng luôn với em. Cứ lên tạ đâu cần biết nhiều đâu. Tập tạ là không cần biết, quan trọng khối lượng, thích thì chơi thôi. Hai. Công nhận tập đây thoải mái thiệt chứ. Đường kẹt xe tao qua đây tao tập hoài luôn. Các bạn á, mà tới THOL Game Center bạn trải nghiệm nó rất nhiều không gian. Nó nói chung là cá nhân video tập game á, gần 20 năm rồi. Nhưng mà là những cái công trình để đời của một thằng nó máu game thì chắc chắn nó phải khác thằng bình thường. Nên các bạn có dịp tới đây, các bạn có thể là mua hàng, bạn like, các bạn ghé, bạn đi tham quan lâu đảo đi, để bạn cảm nhận về một tương tác cao tầng. Ở ngoài nhìn nó nhỏ lắm, ở ngoài mà nhìn tình hình thì nó vậy thôi chứ. Bây giờ chiều cao nó 40m, nó keo lại còn có tấm hình nhỏ xíu, nhìn sao bự được. Má vô trong đây một cái, trời ơi cái gì vậy trời.
nhìn tự mãn thiệt chứ ta. Vô. Cái cuối là nghỉ nha mấy em. Quay khác. Để cho mấy người bữa nay chụp hình quảng cáo phòng gym mà. Làm ăn là phải quảng cáo thôi, mấy não chó nó mới nói gì á, mày sao mày tập thế quảng cáo thì nhiều. Bây giờ tao hỏi mày nè, tập với quảng cáo nào cửa nào ra tiền? Mấy thằng nó ngu nó hỏi anh vậy á mấy em. Nó sống trên đời làm như nó thở không khí, nó sống, nó uống nước, nó tồn tại hay gì á. Người ta bỏ ra, mày biết là tao bỏ ra hàng triệu đô la. Tao dùng chữ hàng triệu, tao không dùng chữ mấy triệu hết. Đúng không? Cái đó thì mình nói chung mình nổ thì nổ, nổ nó cũng phải cái chừng mật thôi. Chứ mình nổ mà lộ thông tin hết không được mấy em. Đúng không? Như cái này tao nói tao bỏ 1 triệu chó nó tin. Đúng không? Tao nói tao bỏ 10 triệu thì chó nó cũng tin luôn. Chứ nằm ở số giữa. Thì tao bỏ chừng đó tiền mày, mẹ mày không cho tao quảng cáo đó, mày đạo lý gì? Đúng không em? Cái công ty gọi là Apple mỗi lần nó ra một cái iPhone mới, tiền marketing cho nó là bao nhiêu triệu đô mày biết không? Đúng không? Huống hồ diễn viên mày vừa đẹp trai, vừa nói hay, vừa sức khỏe tốt, mà vừa có nem nữa. Không quảng cáo có phải là ngu một đời không? Đúng không mấy em? Chuẩn chưa? Chuẩn từ cái xe. Đó. Không có ngại gì tao quảng cáo đâu, tao đâu quảng cáo đâu. Tao nổ, tao nói tao nổ. Nhưng mà tao tự tin tao nổ trên cái tao có thật. Mà thậm chí tao có 10, tao nổ có 2-3 thôi. Không có gì mắc cỡ nữa mày. Đúng không? Người ta sống cả đời, tao cống hiến, tao cầm ra cái sổ đỏ. Người ta phải le lối với đời. Đúng không? Cái đó là cái thực tế. Sống tụi em quan điểm sao không cần biết. Có tập gym hay không cần biết. Mà nói chuyện xạo chó, nói chuyện không thực tế là chó nó khinh. Đúng không em? Quan trọng cứ nói chuyện thực tế đi, người ta nghe thì người ta sẽ đồng cảm với mình, người ta ok. Đó. Dụ vô anh Duy Nguyễn rồi, giờ em đang khổ quá, vợ có bầu mà chưa có tiền phá thai gì đó. Em tới đây tao làm bảo vệ cho anh kiếm tiền. Nói mẹ vậy đi. Anh ơi cho em làm bảo vệ đi vì đam mê. Em thích anh quá cho em làm bảo vệ đi, em đam mê bảo vệ lắm. Mà nói chuyện của đó ai nghe? Đúng không? Vô. Có thể ngồi ghế không ngồi cũng được tùy nha. Cao thấp mập ốm tùy. Điều chỉnh cái này. Con này của này có chỗ điều chỉnh không? Con này làm gì có chỗ điều chỉnh được cái ghế thôi, đi giống máy kia. Ghế lên cao lên thấp gì đó. Hoặc là ngồi hoặc là không ngồi. Tùy thôi, cầm xích tôi trong một xíu lên. Quẹo quẹo. Tao nói thiệt với mày, game kẻ thằng nào diễn sâu hơn tao. Đúng không? Bởi vậy mấy đoàn làm phim mà mướn diễn về game đó phải mướn về Duy Nguyễn. Tiền bạc thành vấn đề, quan trọng là thích thì chơi. Nha. Chứ giờ là Duy Nguyễn không cần tiền nữa, thật sự luôn. Thích thì chơi thôi. À, nhắc cái vụ không cần tiền mới nhớ. Không có đài truyền hình Điền Quân nghĩ tới hợp tác gì, quay gì gia đình số 1 của mấy em. Tao đâu biết gì đâu, tao đang ngủ mà. Nhân viên điện thoại một cái, ơi có hãng phim kia tới, nó quay anh cho không? Xong rồi. Lúc đó nghe ai nó, nghe nhân viên tám đứa nào đó, nói về nhiêu tiền này đó, cái kiểu á. Cái nói thôi đi mày ơi, người ta quay phim thì cho người ta quay đi. Tiền bạc mẹ gì, đâu có giàu đâu, không cái bạc cắt. Wow, cà phê mạnh dữ. Nói nhân viên tao nó nể luôn mày. Nó bây giờ á, mình cũng làm phim, người ta cũng làm phim, đúng không? Thì người ta mượn chỗ, người ta quay lại chuyện bình thường. Chứ còn mình cũng đi làm phim mà. Đúng không? Phim gì con nhỏ gì mập mập đó. Con nhỏ gì mà ra biển quốc tử lộc. Nè ra biển cái gì đó. Mình cũng đi mượn cái bối cảnh quán cà phê vậy. Đúng không? Mình cũng phải đi mượn khách sạn này. Thì cái chuyện đi làm phim á là quan điểm của anh á. THOL rất thoải mái. Nha. Ví dụ như các em có dự án hay đoàn phim nào có dự án đó, quay vô tư. Đừng phá làng phá xóm gì. Vậy thôi. Cứ quay đàng hoàng lịch sự. Ừ, giờ giấc độ cụ thể này nọ vô, đừng phá máy nhiều quá hay là gì thôi. Đừng ảnh hưởng tới khách nhiều quá là được. Chứ còn quan điểm của anh mấy cái chuyện nhỏ nhặt này không có giờ mà ngồi anh mà ngồi đó coi mà trả tao nhiêu tiền có cảnh này nọ các kiểu. Hay mày xin phép chưa, có dẹp đi. Sống trên đời không cần nguyên tắc quá. Sống trên đời cũng cần thủ tục nhiều nữa. Đó, quan trọng là cái việc đó nó hợp lý nó ok thì thôi.
Nhất là mấy thằng học quay phim trong cái trường FPT Arena đó. Mấy thằng đó nó khi nó quay phim nó cần bối cảnh này nọ kia. Ông đi nó xin này nọ à, nếu mà anh Duy Nguyễn mày giúp mày được cái gì á thì anh Duy Nguyễn không có gì á, chỉ có được cái bốn cái trung tâm game cao cấp thôi à. Rộng rãi, quay sân thượng, quay sân hầm, quay xe, quay phòng game, quay bữa, quay clip gì đó. Ừ, cứ trình bày với anh câu thoải mái nhẹ nhàng, anh game cho mượn hết. Thậm chí mày không có pin, tao cho mày mượn pin Canon luôn. Vậy nha, hay thì like đi mấy ông nội, ghét trước mày coi chuột rồi hả? Like xe, subscribe nữa nha. Hay thì share và like đi ba. Cửi gì? Đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết đều là không biết à. Cô chùa hoài.